chơi kiểu này luôn, thì tình này nhà mình thuê các bạn ha, chứ không phải nhà của mình. Mới đi cũng karaoke suốt các bạn, nghe đã lâu tai. Bây giờ chủ mới về cho thuê nguyên cái dàn loa còn dữ hơn nữa. Mong là sau video này bạn nào có ghiền karaoke cũng nghỉ dùm hệ sớm xung quanh nha, đuối lắm rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.